Mạc Hùng, đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam, chuyên thiết kế và thi công các công trình biệt thự, nhà vườn, các công trình dân dụng chất lượng và uy tín. Mạc Hùng trực tiếp sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng với chất lượng cao theo tiêu chuẩn của châu Âu. Xây nhà không khó vì có Mạc Hùng. Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mạc Hùng để đón xem những mẫu nhà do đội ngũ Mạc Hùng trực tiếp thiết kế và thi công chọn gói. Và trước khi đến chi tiết về mẫu nhà ngày hôm nay thì tôi xin được giới thiệu về Mạc Hùng. Mạc Hùng là đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi thiết kế và thi công chọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn yêu thích những mẫu nhà, yêu thích những mẫu thiết kế của Mạc Hùng thì xin vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi để được đội ngũ nhân viên của Mạc Hùng tư vấn. Và ngoài kênh YouTube mà quý vị và các bạn đang theo dõi ra thì quý vị và các bạn có thể cập nhật những tin tức nhiều hơn nữa về Mạc Hùng qua kênh các kênh trang xã hội khác như là Facebook, TikTok hay là website. Quý vị và các bạn có thể truy cập website với tên miền là thiết kế thi công chọn gói.com. Tôi xin nhắc lại nhé, chúng ta có thể truy cập website của Mạc Hùng với tên miền là thiết kế thi công chọn gói.com. ở đây chúng tôi đã đăng tải rất nhiều những mẫu nhà đẹp mà chúng tôi đã thiết kế trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là những giá thành cũng như là công năng mà chúng tôi đã thực hiện. Tuy nhiên quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là đây là những nhà mẫu nhà mà chúng tôi thiết kế tại thời điểm xây dựng, và nếu quý vị và các bạn chúng ta muốn biết mẫu nhà của quý vị và các bạn tại địa phương nào và giá thành như thế nào thì xin vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi là 0964458888 hoặc là 0828133 để nhận được những tư vấn sớm nhất. Trở lại với công trình ngày hôm nay thì ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình mà chúng tôi thiết kế cho chủ đầu tư là anh Dương Ngô Phương, có địa chỉ tại Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang. Và như thường lệ thì chúng ta hãy xem phần ngoại thất của công trình. Nhìn từ phần ngoại thất của công trình thì chúng ta có thể nhận thấy đây là một công trình 2 tầng 1 tum mái Nhật và mang lối kiến trúc hiện đại. Những đường nét thiết kế hiện đại mà chúng tôi thể hiện cho công trình, quý vị có thể nhận thấy từ những cái phần hình khối của công trình, đúng không ạ? Từ phần viền ngoài chúng ta có thể nhận thấy được công trình của chúng ta ở đây. Hơi tiếc một chút là với công trình này chúng ta sẽ không có quá nhiều đất để chúng ta làm những khu vực sân vườn, hơi chật một chút nhé. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã bố trí những cái phần sân khá là rộng ở phía đằng trước. Với phần công trình chính của chúng ta thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái mảng miếng, những cái hình khối mang theo đường nét thiết kế hiện đại như là những hình cột trụ. Quý vị thấy ở đây cột trụ hình vuông, đúng không ạ? Các màu sắc mà chúng tôi sử dụng cho ngôi nhà rất là trang nhã. Chúng ta sẽ sử dụng gam màu lạnh cho công trình. Với phần ngói chúng ta sử dụng phần màu xanh kết hợp với phần tường trắng để nổi bật cái vẻ đẹp của công trình. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những khu vực chân tường thì chúng ta ốp hoàn toàn bằng chất liệu đá thẻ, mang lại cái sự chắc chắn, tránh hiện tượng rêu mốc. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những khu vực như là phần cửa chính thì chúng ta sẽ sử dụng chất liệu là gỗ lim Nam Phi, còn các phần như là phần cửa sổ hay là những khu vực cửa phụ thì chúng ta sử dụng chất liệu nhôm hệ. Với việc mà chúng ta sử dụng những chất liệu mới hiện nay như là chất liệu nhôm hệ thì sẽ giúp cho công trình của chúng ta thoáng hơn, sáng hơn, đảm bảo được tính hiện đại của công trình và giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí so với việc mà chúng ta sử dụng phần gỗ tự nhiên. Với công trình chính của chúng ta ở đây thì với phần trước thì chúng tôi cũng sẽ bố trí những phần bồn hoa, cây cảnh để giúp công trình của chúng ta xanh mát hơn, tránh cái hiện tượng mà chúng ta quá bê tông hóa. Hay là những cái khu vực như là khu vực lan can thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng phần sắt sơn tĩnh điện cho khu vực lan can để mang lại cái sự đơn giản, tập trung vào cái hình khối và cái phần màu sắc của công trình, quý vị nhé. Mạc Hùng cũng là đơn vị mà chúng tôi trực tiếp sản xuất các dòng sơn, các thiết bị vệ sinh của Mạc Hùng. Với ngôi nhà này thì chúng tôi cũng đã bóc tách rất là chi tiết phần màu sắc. Quý vị thấy ở đây thì chúng ta sẽ có hai màu chính mà chúng ta sử dụng sơn, đó chính là màu trắng và màu ghi nhạt. Thì ở đây thì chúng tôi cũng đã thể hiện rất là chi tiết cho công trình nhé. Những màu khác như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng những phần đá, những phần gạch granite để chúng ta ốp cái phía ngoài công trình để giúp cho công trình của chúng ta đẹp mắt hơn. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn chúng ta cần lưu ý là những cái màu sắc này chúng ta cần phải phối hồi hài hòa. Bởi vì một số những ngôi nhà khi mà Mạc Hùng đã thiết kế xong nhưng mà quý vị và các bạn chúng ta xem rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta ốp hoàn toàn bằng màu trắng hoặc là màu đỏ thì thực sự nó sẽ không phù hợp với ngôi nhà. Ở đây thì tất cả những cái điều thay đổi thì quý vị và các bạn chúng ta nên bàn bạc trước với đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi nhé. Và nếu quý vị mong muốn để trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của Mạc Hùng như là sơn Mạc Hùng, thiết bị vệ sinh Mạc Hùng thì quý vị và các bạn có thể truy cập website với tên miền là sonmachung.vn hoặc là gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi để nhanh tay đăng ký trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của Mạc Hùng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần hồ sơ chi tiết của công trình, và như thường lệ chúng ta hãy quan sát đầu tiên đó chính là mặt bằng định vị công trình. Với phần mặt bằng định vị công trình thì sẽ xác định cho quý vị và các bạn phần diện tích đất cũng như là ngôi nhà của chúng ta sau khi xây dựng sẽ như thế nào so với khổ đất. Quý vị có thể để ý đây là khu vực đường giao thông. Với khuôn đất của gia đình thì gia đình sẽ vẫn có, chúng tôi sẽ thiết kế cho gia đình những cái khoảng sân ở phía đằng trước. Hơi tiếc một chút là chúng ta sẽ không có những khoảng sân phía đằng sau rộng. Tuy nhiên thì điều này chúng ta cần phải chấp nhận, bởi vì khổ đất ra làm sao thì chúng ta sẽ phải thiết kế làm sao cho nó phù hợp với cái khuôn đất của chúng ta. Ở đây thì với phần hoa gió chỉ hướng bắc thì chúng ta cũng xác định được hướng ngôi nhà, đúng không ạ? Ngôi nhà chúng ta quay về hướng đông nam.
Và hướng ban thờ cũng như vậy, khu vực ban thờ được bố trí ngay vị trí tầng 1, chúng ta dễ dàng quan sát được thôi. Với phần mặt bằng bố trí tầng 1 thì chúng tôi sẽ thiết kế với chiều dài mặt trước là 7,6m và phần chiều sâu là 15,5m nhé. Phần 15,5m. Ở đây thì từ khu vực sảnh chính thì chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách. Phòng khách thì sẽ có diện tích là 20,5m² và được thiết kế liên thông cùng với khu vực bếp và khu phòng ăn. Thì thực sự với ngôi nhà này thì chúng ta sẽ cần phải tối ưu hóa tất cả những công năng ở trong ngôi nhà, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ làm những cái kệ tivi. Đây là những cái phần vách ngăn rất là tự nhiên giữa khu vực bếp ăn và khu vực phòng khách để làm cho phòng khách của chúng ta trông nó sẽ rộng hơn. Và với khu vực phòng khách như thế này thì cũng sẽ đầy đủ cho quý vị chúng ta bố trí một bộ sofa, bàn trà để giúp cho quý vị chúng ta có thể tiếp khách. Ở đây thì với khu vực bếp phòng ăn thì chúng tôi sẽ thiết kế theo hình chữ L, một thiết kế rất là gọn cho ngôi nhà. Và chúng ta sẽ thiết kế những khu vực bếp và khu vực nấu nướng ở đây. Và chúng ta cũng sẽ có những phần cửa sổ ở khu vực bếp ăn giúp cái phòng ăn của chúng ta nó được thông thoáng, nó được sáng hơn. Hay là khu vực phòng ngủ thì chúng tôi cũng đã bố trí một phòng ngủ master. Phòng ngủ master ở dưới tầng 1 với diện tích phòng ngủ là 11m², có một nhà vệ sinh khép kín bên trong rộng 3,9m². Phía bên ngoài chúng ta có một nhà vệ sinh chung với diện tích là 3,1m². Vị trí của phòng thờ thì chúng tôi đặt ở phía trước ngôi nhà, đúng không ạ? Ngay cạnh không gian phòng khách. Ở đây cũng sẽ có vách lam để chúng ta ngăn ra nhé. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái phần rèm. Hiện nay những cái phần rèm gỗ thì rất được phổ biến và chúng ta sử dụng với cái diện tích của phòng thờ là 14,5m², sở hữu hai phần cửa sổ phía trước. Với những ngôi nhà, tôi đặc biệt lưu ý là với những ngôi nhà mà chúng ta thường là những ngôi nhà mà chúng ta thờ cúng nhiều, đúng không ạ? Những ngôi nhà mà chúng ta làm trưởng họ hoặc là có người già thì chúng ta nên sử dụng phòng thờ ở vị trí dưới tầng 1 để tạo cái sự thuận tiện cho các thành viên trong gia đình hoặc trong họ hàng chúng ta có thể đến để tham quan và chăm sóc phòng thờ. Còn với những gia đình trẻ thì chúng ta hoàn toàn có thể bố trí phòng thờ tầng 2, tầng 3. Hoặc là đặc biệt với những gia đình chúng ta không thể nào bố trí phòng thờ dưới tầng 1 được thì chúng ta có thể bố trí vị trí cao nhất của ngôi nhà. Điều này sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình cho nên là chúng ta sẽ không bình luận ở mục này nhé. Chúng ta sẽ chỉ bình luận ở vấn đề là phù hợp với từng gia đình và mong muốn của gia đình thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có không gian tầng 2. Tầng 2 của chúng ta thì sẽ có các không gian sẽ bao gồm với vị trí phòng thờ dưới tầng 1 cho nên là phía trên tầng 2 chúng ta sẽ bố trí một sân trà, tức là một khu vực mà chúng ta để trống, đúng không ạ? Chúng ta không nên bố trí khu vực phòng ngủ hay là phòng vệ sinh ở trên khu vực phòng thờ quý vị nhé. Như thế thì sẽ kỵ phong thủy. Ở đây thì chúng ta sẽ có các khu vực như là phòng ngủ số 2, số 3, số 4. Trên tầng 2 chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, đúng không ạ? Phòng ngủ số 2 với diện tích là 11m², sẽ có một nhà vệ sinh khép kín tương tự như phòng ngủ ở vị trí dưới tầng 1. Phòng ngủ số 3 cũng diện tích là 9m². Hơi tiếc một chút, nếu là tôi thì tôi sẽ sử dụng không gian này hoàn toàn là một phòng ngủ master cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì gia đình đã chia ra hai không gian, sẽ có một nhà phòng sinh hoạt chung, hoặc là khu vực này thì gia đình có thể cải biến thành một phòng làm việc hoặc là một phòng kho cũng rất là tiện. Bởi vì thực sự với diện tích 8m² thì bố trí phòng sinh hoạt chung thì nó sẽ hơi hẹp một chút. Cho nên là gia đình có thể lưu ý khu vực này chúng ta có thể bố trí thành một phòng làm việc hoặc là một phòng ngủ dành cho các bé hoặc là cho các vị khách, hoặc là chúng ta có thể cải biến thành một phòng, ví dụ như phòng karaoke nho nhỏ thì cũng rất là tuyệt. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một phòng ngủ số 4 với diện tích là 15,3m², sở hữu một ban công phía bên ngoài rộng 9,2m². Đây là toàn bộ công năng ở vị trí tầng 2 quý vị nhé. Với vị trí tum của chúng ta thì chúng ta sẽ có không gian là không gian giặt phơi. Phần sân sau như thế này thì cực kỳ là thoải mái để chúng ta có thể phơi đồ, đúng không ạ? Hoặc là thậm chí chúng ta có thể làm thêm những cái phần tiểu cảnh ở phía trên mái mà chúng ta trồng cây, trồng hoa. Với cái diện tích lên đến 37m² thì thực sự là rất là rộng. Và một sân trước, đúng không ạ? Để chúng ta làm một bộ bàn trà thưởng thức, ngắm nhìn những khung cảnh, một ly cà phê buổi sáng, một tách trà chiều để tận hưởng không gian chính trong ngôi nhà của chúng ta là một điều rất là tuyệt vời. Ở đây là khu vực mà chúng tôi sử dụng những cái phần vách tôn nhé. Đây chính là khu vực mà chúng ta sẽ để cái phần tách nước và thái dương năng. Đó. Chúng ta sẽ đến một chút với phần mặt trục AC thì sẽ xác định được phần chiều cao và phần chiều rộng công trình. Công trình khá là cao vì gần như là 3 tầng mà chúng ta sẽ có 2 tầng một tum, đúng không ạ? Ở đây thì chiều cao hệ bậc ngũ cấp đã là 7,50, chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 là 3,6m và chiều cao của phần tum của chúng ta là 3,3m và chiều cao mái là 2,1m. Thì quý vị để ý là những con số này đều là những con số tổng lại chia cho 3, đúng không ạ? Đều là những con số chúng tôi tính toán, ngoài các yếu tố về xây dựng thì chúng tôi cũng tính toán yếu tố về phong thủy. Những con số chia cho 3 thì là những con số mang lại cái sự tài lộc, mang lại cái sự may mắn cho gia đình. Với tổng chiều cao ngôi nhà là 13,650. So với phần chiều rộng là 7,4m thì ngôi nhà của chúng ta vẫn rất là cân, đúng không ạ? Với phần chiều cao khá là lớn,
Thì ở đây thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái phần khuôn đất thôi. Tôi nghĩ là nếu mà gia đình có sẽ có nhiều đất phần đằng trước hơn thì chúng ta có thể làm rộng hơn phần đằng trước thì nhìn nó sẽ cân và đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì với cái ngôi nhà này, với cái hình khối này cũng rất là hợp lý. Và với cái phần mà chúng tôi chia cột nó cũng sẽ theo cái chiều rộng và chiều cao của công trình quý vị nhé. Với những ngôi nhà mà chúng ta sẽ có chiều rộng lớn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần cột trụ nó sẽ lớn hơn, và để cảm giác ngôi nhà của chúng ta nó sẽ vững chãi và khỏe khoắn, để cái tấm tính thẩm mỹ nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về các hồ sơ khác. Chúng ta sẽ có phần mặt bằng lát sàn thì chúng ta sẽ chia các không gian, đúng không ạ? Sẽ chia các không gian như là không gian sảnh, không gian cầu thang hay là khu vực phòng khách, bếp ăn, đúng không ạ? Các không gian này thì thường sẽ là sử dụng các loại gạch không gian khách, bếp ăn thì chúng ta sẽ ký hiệu là số 1 nhé, tức là gạch granite vân mây, màu theo nội thất kích thước là 600x600. Đây chúng tôi bóc tách rất là chi tiết, đúng không ạ? Thì nhìn vào cái bảng này thì quý vị có thể xác định được cái số lượng mà chúng ta sẽ có. Ví dụ như là phần nội thất chúng ta sắm sửa, đúng không ạ? Phần gạch chúng ta cần lát bao nhiêu viên, hay là khu vực sảnh trước thì chúng ta lát bao nhiêu mét vuông để chúng ta đặt nó dễ dàng hơn, và qua đó thì cũng giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí khi mà chúng ta xây dựng một ngôi nhà. Tầng 2 cũng như vậy, đúng không ạ? Với những khu vực sân trà hay là những khu vực ví dụ như là khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta thường sử dụng các loại gạch ceramic chống trơn. Với sân trà thì chúng ta sử dụng kích thước lớn hơn một chút là 400x400. Còn với nhà vệ sinh, bởi vì kích thước khá là nhỏ cho nên là chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch kích thước là 300x300. Và phần cuối cùng thì tôi xin giới thiệu về phần dự toán của công trình. Và với mỗi một công trình của Mãng Hôm thì chúng tôi cũng sẽ đều có bảng thống kê dự toán khối lượng mà chúng ta sử dụng, khối lượng nhân công vật liệu làm sao, đơn giá như thế nào tại thời điểm hiện tại và tại thời điểm mà quý vị và các bạn đang xây dựng, tức là địa điểm địa phương của quý vị. Và với những kiến thức mà chúng tôi đã chia sẻ thì hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành riêng cho nhà của mình. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mãng Hôm và mong muốn Mãng Hôm thiết kế cho nhà của quý vị, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của Mãng Hôm sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các số tiếp theo.